Theo Sky Sports, siêu sao Lionel Messi dự kiến sẽ có trận ra mắt PSG trong trận đấu với Reims tại League 1 vào ngày 29 tháng 8. Như vậy, Messi sẽ ra sân sớm hơn so với dự báo của giới truyền thông trước đó. Sau khi cập bến đội bóng mới, Messi đã bắt đầu tham gia luyện tập cùng các đồng đội. Do vừa trở về từ kỳ nghỉ, chân sút 34 tuổi cần thời gian để đạt yêu cầu về thể lực mà huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino đưa ra. Khác với mọi năm nay siêu sao Nam Mỹ không có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới đầy đủ nhất do đã tham dự Copa America 2021 cùng đội tuyển Argentina. Cộng với kỳ nghỉ tương đối dài, trận đấu của PSG với Brest vào cuối tuần này được đánh giá vẫn là quá sớm đối với Messi. Cũng giống như trận đấu gần đây nhất của đội chủ sân công viên các hoàng tử, Messi sẽ dự khán theo dõi đồng đội thi đấu dù không ra sân. Siêu sao 14 tuổi đã có mặt trên khán đài trong chiến thắng ấn tượng của PSG trước Strasbourg vào cuối tuần trước. Sau khi vòng 2 League 1 hạ màn, huấn luyện viên Pochettino cũng tiết lộ về tình trạng của Messi, Leo mới có buổi tập thứ 2 sau một tháng nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước, đánh giá kỹ lưỡng để xem khi nào cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất để có trận ra mắt. Với 2 trận toàn thắng, gã nhà giàu nước Pháp đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng League 1. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Lille lại gây thất vọng với một trận hòa và một thất bại, xếp thứ 18.